nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố, Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 5688 hướng dẫn quy trình áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho người trên phương tiện có đăng ký luồng xanh từ các địa phương khác đi qua vùng có dịch đến giao nhận hàng hóa tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, kể từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021, người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ thành phố Đà Nẵng đến giao nhận hàng hóa đi qua các địa phương có dịch và trở về thành phố Đà Nẵng thì yêu cầu thực hiện xét nghiệm test nhanh tất cả người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành, khai báo y tế, đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Đối với người và phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đến Đà Nẵng giao nhận hàng hóa và lưu lại thành phố không quá 12 giờ, thì ngoài việc khai báo y tế, thực hiện test nhanh SARS-CoV-2, còn phải có bản cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19. Qua 3 ngày triển khai thực hiện, 5 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ô ra vào thành phố đã sàng lọc, phát hiện ra 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, kịp thời cách ly điều trị. Bây giờ, để đảm bảo dịch bệnh là được kiểm soát tốt, thì là chốt ở đây thì là bọn em cũng tham gia. Một ngày là gần như là làm luôn tay luôn, tài xế ra vào liên tục. Nhưng mà với cái tinh thần là làm là hết sức mình nên là làm nhiều rồi, nhiều khi quay cuồng vào công việc cũng không thấy mệt nữa. Đã. Với quyết tâm không để người và phương tiện thông chốt vào thành phố khi chưa thực hiện đúng quy trình kiểm dịch, nên 3 ngày qua, nhiều phương tiện có lịch trình vào nội thành Đà Nẵng đến các chốt kiểm dịch khá đông. Nhiều xe phải xếp hàng dài chờ đợi để nhận kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 theo quy định. Cá biệt, nhiều xe vận tải đường dài không có lịch trình vào thành phố để bốc dỡ hàng hóa, nhưng vẫn xếp hàng chờ đến lượt để test nhanh SARS-CoV-2 miễn phí. Qua triển khai thực hiện ở tại các cái chốt, nó mang lại một cái hiệu quả rất là tốt và rất là lớn trong công tác phòng chống dịch. Với cái lưu lượng phương tiện từ Bắc, Nam và ở tất cả các cái tỉnh ở trên Tây Nguyên di chuyển để đi qua vào thành phố, và người lái xe đã lợi dụng cái việc test nhanh để làm cái cơ sở di chuyển qua các cái tỉnh thành, do đó cái khối lượng và cái phương tiện tập trung ở tại các cái điểm này rất là lớn, dẫn đến những cái thời điểm mà ùn ứ. Dẫu vất vả, nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập vào thành phố bất cứ lúc nào. Nhưng với sự chung sức đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hy vọng Đà Nẵng sẽ trở về trạng thái bình thường mới trong thời gian không xa.